Tới luôn bác Tài ơi. Rồi em lên cả nhà một cái combo là 1, 2, 4 món này với giá là 780, chuyển khoản full em bao ship nha. Một em đồng hồ Casio chính hãng luôn, niềng xoay 2 chiều, size 42, dạ quen học trò nha. Đó, nguyên rin, chạy full chức năng nha. Size 42, dạ quen học trò luôn nha cả nhà. Hai ô cửa lịch. Đó, niềng xoay 2 chiều nha. Nó đang chạy full chức năng nha cả nhà. Dáng thể thao, chống nước 100 m nè, chính hãng nha. Đó, với một em đồng hồ của Mỹ nè, T-Med, size 36, có đèn luôn nha, chạy cơ chế 3 kim một ô điện, ô cửa lịch, có đèn luôn. Đó, con này thì dây cỡ đâu, dây cỡ 17, 17 rưỡi nha cả nhà. Phù hợp anh em nào tay từ 14 đến 17 đi. Đó, với một bộ combo đồng hồ, vừa đồng hồ thông minh vừa tai nghe không dây. Đó, đó, đây, đó nguyên bộ, có nghe gọi này kia rồi luôn, nhịp tim, huyết áp, đó, thông báo Facebook, tin nhắn, cuộc gọi, tập luyện thể thao, thời tiết. Nó có loa ngoài nghe nhạc luôn, nút bấm nè, nút này nút xoay vật lý, full tiếng Việt luôn. Nút này nút nguồn. Đó, là mới nha, em gửi cho cái nhà một bộ mới luôn, với hai sợi dây và một cái tai nghe không dây mới luôn, hai sợi dây cáp ở dưới cái hộp nha cả nhà. Đó, nguyên combo vậy chỉ có 780 bao ship nha. Em bán vui câu like rồi, em mời cả nhà nha.